Bây giờ là mình đang có mặt ở trên một chuyến tàu. Tàu này gọi là tàu Kyuko, đó là tàu tốc hành á. Mình đang di chuyển về thành phố Tokyo. Thì tàu này mình bắt từ Kanuma của Tochigi. Mình đi lên tới Kitasenju. Thì mất khoảng 1 tiếng đồng hồ. Chuyến tàu này thì nó có rất nhiều khách du lịch đi từ Nikko về. Nikko là một địa điểm rất là nổi tiếng. Khi mà đến Tochigi thì phải đi Nikko. Tại Nikko thì đó là một cái khu khoảng làm giang cảnh. Mình đã đi đến đó 3 lần rồi nhưng vẫn chưa hết được cái khu du lịch ở đó. Có thể trong mùa hè năm nay thì mình sẽ quay lại đó một lần nữa trước khi về Việt Nam. Bây giờ mình sẽ di chuyển bằng tàu này lên Tokyo và khám phá những cái vùng địa danh nổi tiếng trên đó khá nhiều đấy. Chuyến này mình sẽ đi 4 ngày và sẽ đón thêm hai người bạn đến từ Việt Nam. Hai bạn ấy sang đây đi du lịch và sẽ cùng đi khám phá Tokyo cùng mình. Sau đó thì sẽ đi lên Hakone. Lên đó ăn thịt bò nướng và tắm onsen, đặc biệt là để thực hiện được ước mơ của mình trong 10 năm nay, đó chính là ăn được cái trứng là onsen tamago. Đó là một loại trứng đen, nó được nấu ở cái vùng suối nước nóng ở đó và nó được ngâm trong lưu huỳnh. Nó có một cái màu đen rất là kinh khủng và một cái mùi của nó thì cũng không mấy là hấp dẫn lắm, nhưng mà nghe nói ăn cái trứng đó vào thì sẽ tăng được thời gian tuổi thọ, sống được trường sinh, đúng không? Nagasumu. Nagasumu thì hôm nay mình sẽ đi và chiều ngày mai mình sẽ lên khu vực Kone, có thể sẽ ngắm được phú sĩ và sẽ quay phú sĩ cho mọi người xem luôn. Sau đó thì mình sẽ di chuyển về Nikko và cho bạn mình tự đi khám phá Nikko và mình sẽ đi về đi làm. Đó là chuyến hành trình du lịch của mình chuẩn bị sắp tới. Rồi, các bạn hãy cùng theo mình khám phá những cái vùng đất ở trên Tokyo nhé. Chúng ta cùng đi nào. Tàu đi rất là nhanh, chạy nhanh lắm. Nếu mà đi tàu thường á, là lên tới trển là mất khoảng 2 tiếng đồng hồ. Nhưng mà đi tàu nhanh thì mất 1 tiếng thôi. Tiền thì sẽ tăng thêm một ít, nhưng mà giá vé cao hơn một chút, nhưng mà cái dịch vụ rất tốt thì mình chọn giá vé cao để tiết kiệm được thời gian. Những cái ga nhỏ vừa rồi vừa chạy qua đó, một cái ga nhỏ, ga đó thì nó sẽ dừng, nó sẽ không có ngừng lại, nó đi luôn, nó chỉ ghé những cái ga lớn thôi, còn ga nhỏ thì nó không có dừng, cho nên là nó sẽ có rất là nhiều thời gian và đi nhanh. Đây là một cái số cảnh bên ngoài mình quay cho mọi người xem. Đây là cái vùng quê của Tokyo, Tochigi. Cái này là đang thuộc ở tỉnh Tochigi. Ở đây thì nhà cửa nó rất là thấp bé, hầu như là như kiểu như vậy hết, chứ không có nhà cao, chỉ có lên những thành phố lớn thì sẽ có nhà cao. Mọi người thấy những cái màu vàng vàng bên ngoài không? Đó là lúa mạch đó. Ở đây trồng lúa mạch rất là nhiều. Đây những cái vườn trái lê, vườn lê, vườn táo. Đó, lúa mạch đó. Bên ngoài màu vàng đó là lúa mạch đó. Đó, rất là nhiều. Bây giờ người ta thu hoạch lúa mạch xong, bắt đầu người ta sẽ vô mùa, người ta trồng lúa, trồng gạo đó. Lúa này mình ăn đó. Đây là lúa mạch rất là nhiều, 3.000 luôn. Lúa mạch này thì người ta trồng đầu tháng 2. Còn đầu tháng 2 là ta trồng lúc mà bắt đầu hết đông, bắt đầu trồng. Đến bây giờ thì vậy.
xuống thôi mọi người ơi. Tới đây khách du lịch người nước ngoài khá đông, ta cũng đi Nico quá. Bây giờ mình đi tới cái đây rồi, giờ mình sẽ đổi tàu. Đổi tàu mình đi tiếp. Okay. Bây giờ là mình đang đi tới Ueno rồi, vừa mới xuống cái tàu này. Thì bây giờ tiếp tục mình sẽ đi đến cái địa điểm tiếp theo để ra sân bay Haneda để đón một người bạn từ Việt Nam sang đi du lịch. Okay. Bây giờ mình sẽ đi ra cổng. Cái chuyến tàu này mình đi hơi bị trái tàu rồi, nên mình phải thanh toán thêm Masuka nữa rồi. Này đang ở dưới tầng hầm. Này là mình đang đi ở dưới cái tầng hầm á. Ở đây là một cái ga của Ueno á, nó rộng kinh khủng. Mình đã sống 2 năm mấy rồi mà vẫn ngồi lạc, hôm nay mình vẫn đi nhầm một cái tàu và mình phải trả vé bù. Bây giờ mình phải tìm cái ga của Zia, là tàu Zia chuyến tàu để mà đi ra sân bay. Ok, tiếp tục nha. Rộng lắm mọi người. Ở dưới tầng hầm nó như cái ổ kiến vậy đó. Cho nên là rất là tai hen. Tai hen rất là vất vả. Đây rồi, nó đây rồi. Nó là Shinkansen mà. Giờ tìm Zia, tìm lối ra cái đã. Exit đi. Đi ra rồi chọn lại cái tàu Zia. Ok. Giờ mình đã tìm ra được cái ga Ueno rồi. Và tổng của Zia nha. Bây giờ sẽ đi vào đó. Cái ga này nó cũng lớn thiệt. Phía sau mọi người bây giờ là đang là nhà ga, thì bây giờ mình sẽ đi vào đây, chết bằng cái Sika này rồi đi vào nhé. Ok, đi thôi. Đây Sika đó. Chỗ mình muốn đi là Yamaote Line là số 3, số 2. Bây giờ là nó đây rồi. Yamaote Line số 2, số 3, màu xanh đây. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào đây. Đi bộ cho nó nhanh đi, vì hôm kia nó đông quá. Đây số 3. Số 3 thì đi thẳng đúng không? Đây số 3 đây. Đi thẳng. Đây số 3 đây. Đây đi lên đây. Ok. Cuối cùng là mình đã tìm ra được cái line này rồi, line số 3. Đây đây nó đây rồi, bây giờ mình sẽ đứng, mình sẽ chờ tàu. Cái tàu bên kia là tàu của line bên kia, bây giờ mình sẽ chờ tàu cái line của mình thì nó sẽ tới mà 14 giờ 38 phút thì nó sẽ tới. Bây giờ còn một chút xíu nữa thôi là nó sẽ tới. Bây giờ chúng ta tiếp tục đi ra sân bay. Ok, đó tàu tới đó, giờ lên rồi. Lên tàu đi thôi, cho người ta xuống hả? Ta xuống xong rồi người ta lên rồi bắt đầu phim mình lên. Rồi
tới ga rồi, bây giờ bắt đầu chuyển qua đi tàu điện ngầm để đi tới sân bay. Mày thấy không, bên kia người ta đứng người ta chờ tàu kìa, đông không? Hai line luôn. Cái này là kẹt người rồi chứ không phải kẹt xe. Bây giờ mình đi ra ngoài. Rồi, tiếp theo đi đường nào đây? Bây giờ quan trọng là đi di chuyển ra sân bay. Đó, quan trọng là như vậy thôi, bây giờ để tra bản đồ. Ok, mình đã tới cái địa điểm sân bay rồi. Nhưng mà mình rất là dại dột vì mình đã không gõ vào cái gọi là cái ga đón khách. Thế là nó cho mình tới khu vực sân bay thôi chứ đâu có cho mình ra cái cửa trước đâu. Giờ mình phải cuốc bộ qua bên kia, khá xa, 4 km. Đời tôi là đời đi cuốc bộ. Bên kia là máy bay quá chừng luôn. Đó, sân bay nằm trong kia. Rất là xa vậy chắc mọi người sẽ không thấy được. Bây giờ mình sẽ cuốc bộ 44 km. Trời ơi là trời. May là có ông Google, ông chỉ đường cho, chứ không có ông Google thì cũng biết làm sao. Lại tốn tiền ngu cho mấy ông taxi. Ôi, ok, bây giờ mình đi tiếp. Mọi người cùng đi với mình ra tới sân bay rồi đón một người bạn từ Việt Nam sang. Ngày mai mình sẽ đi chơi cùng bạn ấy và sẽ quay nhiều thật nhiều cho mọi người cùng xem nha. Hãy nhớ nhấn đăng ký ủng hộ kênh mình nhé, để theo dõi cái cuộc sống bên Nhật nha. Đây mọi người thấy không, mình thì lần thứ hai là mình đi chơi xa. Không phải, hồi xưa mình đi chơi xa mình không gõ cái địa chỉ nhà bạn mình vào, thế là nó cho mình đi kiếm số nhà chết luôn. Xong rồi lần này thì mình đi tới sân bay nữa. Sân bay thì mình không gõ cái cổng đón mà mình đi gõ cái địa điểm thôi. Thế là sân bay nó rộng mà, đâu phải nhỏ xíu đâu. Giờ cho mình đi bộ 4,4 km luôn. Ông Google dẫn đường. Đó, mọi người thấy không, một cái đường cao tốc chỉ có một mình. Số tôi là số quốc bộ. Nói chứ nãy đúng tính đi xe buýt. Taxi thì nhanh, nhưng mà nếu đi taxi mình sẽ bị mất đi 1.000 yên. 1.000 yên đó mình có thể để mình mua đồ ăn. Đi xe buýt đó thì cũng mất đi 200 mấy yên. Nhưng mà thời gian mình có, sức khỏe mình khó thì mình được cuốc bộ, tiết kiệm tiền mà lại vừa đi vừa nói chuyện được với mọi người. mấy ông máy bay trong kia to thiệt. Bây giờ thôi, nói gì thì nói, giờ đi tới đây rồi, cuốc tiếp. Mấy ông máy bay to chưa? Đấy, bây giờ mình sẽ cuốc bộ vào sân bay. À, chiếc Camry nó đẹp bóng luôn. Giờ đón ở đâu đây không biết nữa nè. Tiên đi qua đây. Đây là xe buýt miễn phí nha. Đi qua ga ông về đi xe buýt này, miễn phí. Giờ mình lên xe buýt này mình đi. Mình đã đi tới sân bay rồi đó, và đã liên lạc được với bạn mình rồi. Bây giờ bạn mình đang lấy hành lý, thì trong lúc chờ đợi này mình sẽ đi thôi đi. Đã chịu đựng khá lâu rồi. Biết xong rồi bắt đầu chiều tối nay mình sẽ đi chơi rồi quay thật nhiều cho mọi người nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn các bạn các video tiếp theo ở Tokyo nhé. Bye bye, hãy nhấn subscribe đăng ký ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người, bye bye.